Em xin chào tất cả anh em mình nha. Em chào tất cả bà con trên mọi miền Tổ quốc nha bà con. Chào. Chiều nay em với Nhi, với ông Phụng lên cho anh em một con Mitsubishi D700 nha anh em. Mitsubishi D700. Nhi đang gáp cốc đề vô anh em ơi. Để mà sợ nắng mưa không gầy chưa có vệ sinh được anh em ơi, sợ ướt cốc đề đẹp mà. Bây giờ thôi cái cốc đề hồi mình lấy cho bà con sau đi nha. Quay bây giờ đi. Mình quay cái máy trước đi, ngồi mình rửa sau em ơi. Không cứ anh cứ quay đi, quay cho bà con thơm mát khu rồi đầu đất đi. trời. Để em vô chi tiết em quay cho anh em mình coi ha. Cái này là Mitsubishi D700. Cái này là gió đạn đề. Gió đạn đề nha anh em. Rồi để em vô em chi tiết em quay cho anh em coi. Chứ cho nó coi đi. Để bắt đầu em vô chi tiết cho anh em mình coi. Máy này thì em nhìn cái góc độ của em nhìn thì nó còn rất là mới anh em ơi. Cái áo ở trên thì nó xấu nè. Nó nằm nó gõ cái chỗ này làm như nước sơn nó dở. Còn cái lốc. Còn cái thùng dầu ta còn dằn thật luôn á. Gì hả? Ừ, gõ ba ngóc này ra trong nó dằn thật luôn á. Cái lốc, cái thùng dầu thì tí xíu em sẽ quay cho anh em mình coi cái chi tiết nữa ha. Cái này cái báo nhớt mà báo nhớt bằng điện anh em. Đặc biệt là cái dòng này cái ly dầu nó ngổ anh em ơi. Cái ly dầu cái lọc nó nè. Như cái mấy cái tay khóa dầu nó rất là dày vậy. Theo ngoại hình thì mình thấy nó đã mới xu có tiếng rồi mà. Nó xu có tiếng hả? Rồi em quay bánh chớn cho anh em mình nhìn đây. Bánh chớn rất là đẹp. Còn vậy em bữa nay em mới biết là cái Mitsubishi D700 của bánh chớn nó xài chung với D65 anh em ơi. Có bánh chớn anh em nhìn nó mới nè. Nghi đang bắt cái cốc đề vô cho anh em mình coi. Anh em nhìn vậy thì anh em cũng hiểu rồi đó. Mà đặc biệt cái dòng này sao nó lạ cái anh em ơi. Nó lạ có một cái là cái bu nó làm rất là dày. Có nhiều cái chi tiết mà mình thấy là người ta làm rất là kỹ. Bởi cái người Nhật người ta tính toán làm sao đó. Mình cũng hiểu không. Nó làm rất là kỹ. Cái nội cái tay mà để mà bẻ xúc bóp này. Anh em đừng xài cái tay này biết chừng nào hư anh em. Mà người ta xong người ta tính tới cái mức độ này. Mà đặc biệt thêm nữa là cái dòng này nó xài bét kim anh em ơi. Đúng rồi, bét kim. Bét kim. Nó có giá trị là chỗ đó đó anh em. Siêu tiết kiệm dầu. Siêu tiết kiệm dầu. Con nó cũng rồi chứ chưa. Quay à. Rất là xịn sò nếu em mở cái thùng dầu cho anh em mình coi ha. Rồi khoan khoan, đừng mở mới lắm. Anh em mở cái anh em phải gọi điện liền anh em ơi. Rồi. Làm việc mình cũng được. Chùi qua cái chưa có chùi có rửa vậy mới mới xịt nước không dạ nó chùi tiếp gì trơn mà. Đây anh em. Trời ơi. Dữ nè. Bệnh dầu bao cho anh em mới ken xe ben. Cái thùng dầu này anh em. Mới ken luôn á anh em. Mình nhìn nó hụt cầu nha. Ừ đúng rồi. Cầu chạy không? Không chạy. Còn dầu luôn thôi mình thử cho anh em quay phát một gì. Má con cái này đâu lộ bậy đâu. Đây nè, anh nó ngoài nó nhăm nhăm đúng không? Tức quá. Để mở ba con ốc này làm phiền anh em bà con cô bác chút xíu ha. Đợi tí phải không? Đợi chút xíu á. Cái anh em nhiều khi nói cái máy mà thấy nước sơn nó tệ quá rồi không biết làm sao. Đó, anh em cho anh em coi bà dâu chơi tới bến luôn. Bây giờ mở đi tôi đi kiếm cái điện đấu đài chứ. Một người kiếm dây điện đấu đầy rồi, anh nhớ cho, rồi Phụng là thích đấu đè nè mày tham khảo cái tiếng máy này kìa đây nó mới gì đây nè nó ốc rồi nè bà con cô bác nhìn đi đó rồi bà con cô bác xem mà tự đánh giá đi ha đó rồi tao Phụng kiếm dây điện rồi đó Phụng rồi. Quên Phụng là đặc biệt là rất thích câu đề khỏe ăn chết vậy. Khỏe ăn chết luôn à. Đó, em cho bà con cô bác tham khảo bà con cô bác mình tự đánh giá ha. Đó. Cái dòng Mitsubishi này nó chuẩn đầu rồi với cái thứ hai nó được cái nữa chạy bếp kim đó bà con cô bác ơi. Giá thì nó ngay nó cũng dễ xài luôn. Nó thật sự. Thôi con máy này mới. Máy này quá trời mới luôn. Để ngồi. Bánh chớn mà nó còn dạng hực mà bà con cô bác nó kiếm là nói chung là về là trăm con ngàn con mới được con chứ nè. Ốc mà nó còn vàng nó sơn mà nó mới chốc chốc còn vàng luôn à. Đây nè. Nghe mình lật lên cho nó. Đó, nó sáng lên chút. Đây nè, ốc với chân dưới là nó đây nè. Đó. Nhìn nổi cái bu ly không à, mới vừa bong bong nước sơn mà nó còn vàng luôn vậy nè. Đó. Thì bà con cô bác cũng hiểu rồi. Đó, hồi nãy giờ anh quay trước này cho bà con cô bác coi rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ, tôi quay mặt trước.
đây à. phụng bắt đề vô cho anh em mình dạ, tới thử nha. Nãy giờ mình rửa này xong rồi chứ chưa coi nhớt. Trời ơi cái mặt nó còn đẹp quá giờ giờ nè. Mặt đẹp mặt tôi luôn. Không đẹp thiệt. Cái nào mà đẹp thì mình nói bà con cô bác đẹp chứ. Cái nắp nhớt nó bằng gan, nắp nhớt bằng gan để xài cho cái cà bền nữa nè. Phụng tính câu, câu đề. Rồi quay đi, tôi câu đề sao? Ừ. Ê, bây giờ mình không có làm phiền bà con cô bác nữa. Mình giới thiệu hoài bà con nói thằng này nó hoài mà cái máy nó chạy kiểu làm sao. Rồi em cũng xin nói luôn nha. Thử cái coi. Rồi chết hàng đi. Ừ. Còn bên dưới kia nó cọ chứ không. Cái dần ơi là dạ. Trời trời, quay mà chưa bé cò mà nó bơm nè. Cái nhẹ nè. Trời. Bơm mạnh giữ được anh em. Quá trời ơi mấy anh chị nè. Bác thêm mà chạy kiểu này rồi bà con cô bác thấy sao bà con bác. Trời ơi trời nè. Quá đã. Đúng rồi lâu quá. Chứ bà con bác thấy không? Nè, cái tấm của mũi nè, không có một miếng nào mà hơi mà thối ra mà thối trắng cho nha. Lòng bạn có tâm cực kỳ là ngon nè. Đây là em che cái tay luôn nè, bà con thấy rõ không đó. Đây là che luôn nè. Đó, là cái lỗ mũi đó đó. Quá trời ơi, máy ngon này nè. Máy này không biết chuyện tỏ luôn. Máy này rồi, giờ mình tắt máy đi, cho con già nó... Câu đề đúng không? Trời trời, nó chạy lên thì còn nhỏ nữa nè. Giờ tắt con già đợi cái này. Máy quá trời đã nè, cái dòng sợi ghép tim là lâu lâu mới về được nè. Đúng rồi, bé rồi. Tim thì lâu lâu mới gặp được lần về. Mà dính tí xíu nữa em sẽ nói cái điểm yếu đó cho anh em mình ha. Em thì nói thật sự với anh em là em không có giấu giếm da gì có sao nữa vậy. Có sao mình chơi vậy à? Nói đi. Rồi như xích cơ bản để nói cái điểm yếu nó cho bà con mình coi. Đây em nói bắt đầu cái điểm yếu nó đây. Mua đồ anh em thì anh em an tâm nha. Nói anh em là có gì là em sẽ nói anh em hết. Cái máy này nó rất là đẹp luôn nhưng mà nó có cái điểm yếu này. Là nó bị gịnh cái chân này nè nha. Nó gịnh cái chân chỗ chỗ này nè. Đúng rồi. Là nghi thợ em á. Là có mở ra nó xử lý. Xử lý nói chung là nó xử lý nói thẳng luôn là tụi em đắp á. Tụi em dán keo mà keo gió lốc á. Ha. Em nói gõ với anh em là chân cái chỗ này nè. Cái chân cái gốc này nè. Nút 1, nút 2. À. Đó. Chỗ này hai là đó. Hai cây này nó chỉ bị có một lỗ rất là nhỏ luôn. Nó về em kiểm tra cho anh em là nó hơi gịnh nước là em chơi là keo AB mà nó anh em. Đó, em chích cho đó một miếng, có sao mà nói vậy. Ừ, nó có anh em xài. À, nói chung là em nói anh em là em sẽ trừ tiền lại cái phần này. Nhưng mà chắc chắn cho anh em á, ví dụ mà bây giờ keo mình giá rồi là chắc chắn cho anh em là xài ok. Còn nếu mà trường hợp anh em kỹ á thì có thể xài một thời gian hoặc là khi nào đó anh em mở ra anh em hàng cũng được. Nếu mà nó còn xì ha, không. Còn hiện tại nó không bị đâu, trừ khi nó xì dấu khác thôi. Nó không bị đó, chỗ không. Đó. Trời, máy lớn người ta đem dán cái mộng nó còn cứ ngắt nữa mà chạy người tới một còn một cái này mà. Riêng về cái phần cái kết nước này em xin nếu mà Nhi nó nói vậy thì em xin bao cho anh em luôn là 4 tháng nha. Nếu anh em bao thoải mái anh em nào mà chốt cái máy này thì em sẽ ghi cái ngày tháng lên chỗ này, ghi cái ngày tháng em sẽ ghi trong cái lồng của này nè, là kể từ cái ngày mà anh em chốt á em sẽ hoàn anh em. Đúng nếu rồi. Mà bị gỉnh ngay chỗ này nói chung là trong cái phần két thì bên em sẽ hỗ trợ anh em hàng bao nhiêu tiền bên đây. Bên em là sẽ hỗ trợ trả tiền anh em lại hết. Anh em lưu ý ha. Mà nên trước tiên là nếu mà trường hợp anh em mà nó có trường hợp mà bị gịnh bị xì thì nên cho em thông báo cho em hay trước ha. Để nhiều khi các anh em đi hàng quốc hơi mấy trăm ngàn thì nghe nó hơi đau lòng. Anh em. Bé coi vậy. Thử đi. Thử cái đề của nó còn nghiêm không? Bé coi đấy. Chưa. Bình mà sáng ngon. Chỗ này dường như còn cái bình nữa nè con. Nè bình đây nè. Có cái bình hôm mới mà tụt âm be nó còn có 6 won nó thấy mày nè. Lấy đồng hồ rồi có 6 won nè. Hả?
Rồi em chẳng sạc sạc nó lên được có 7 bình 2 à. Lấy bình, lấy đại bình mới đi rồi thử cái mình lấy. Rồi nhờ Nhi em kết lệnh cái cho bà con mình coi Nhi. Vì giống mình cái này vậy thì nó ngay thì nó nhẹ nhàng tàn nhẫn bà con ơi. Người ta quay mà nó nằm với em quay em dám cầm. Đúng rồi. Nói chung nè, ngọt chua. Chua. Không có tại sợ tới chúng tay. Tại chúng tay. Tại nó chúng tay. Mấy cái máy này chạy nước chùm màu là chạy trên bên chỗ này chùm màu hết bình dầu chạy. Đất kim nó chạy. Đất kim mình dần này có tiếp. Rồi em cũng xin báo giá với anh em mình luôn ha. Cái máy này em bán cho anh em là 5.8 triệu. Phí ship là 450.000. Anh em lưu ý nha. 5.8 triệu phí ship 400.000. Riêng phần cắt nước em bảo hành anh em thêm 4 tháng. Nếu mà có gịnh có xì gì anh em lưu ý gọi bên em là em sẽ bao hết cho anh em à, bao nhiêu cái phí mà hàng cái cắt nước á. Em nói rõ ha, là bên em sẽ hỗ trợ 100%, không có hùng không có chia chứ, bên em sẽ hỗ trợ 100%. Mà nhưng xin anh em cho hay dứt giùm ha, để nhiều khi cái gọi anh em hàng rồi mới cho em hay nói thắng ơi anh hàng cái ghép nước 13-400 ngàn chết em. Vậy thông thường là cái ghép nước ở đây tụi em Nhi nó hứa cho em một cái máy gió đá ha Nhi. Dạ. Cái máy hàng gió đá, nhưng mà hứa gì nhưng mà em cũng nói gọi với anh em gửi tiền cho Nhi đang Nhi nó kiếm tiền nó cứ vợ anh em ơi, nó muốn vợ dữ lắm rồi. Cái mặt này cái mặt dê dê mà dê chúa nữa mà nói gì khổ khẩu dê chúa mà không có chỗ dê không có chỗ dê. Rồi em xin nhắc lại nha, cái máy này em bán anh em là 5.8 triệu phí ship 400. Rồi có phần gốc đè thì để em nhờ Phụng nữa mở ra à, vệ sinh xử lý cho anh em nha. Bây giờ cái gốc đè nó chạy nhưng mà nó không có phóng, nó chạy nhưng nó không phóng. Nhị kéo ra. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Có hai bộ phận em cần khắc phục, em nói anh em á, có một bộ phận em cần khắc phục là cái góc đề, em nói anh em là cái góc đề ha, thì tụi em sẽ xử lý. Còn phần thứ hai thì chắc nước em bảo hành anh em 4 tháng, anh em an tâm mà sử dụng ha. Mitsubishi D700 bé kim. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Rồi cảm ơn hai anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Mai mốt Nhi nó hứa cho em mà cái đồ mà hàng gió đá không đem vô em hốt nó nghe anh em. Có anh em làm chứng em dùm nha. Rồi cảm ơn anh nhiều các Phụng. Chào tạm biệt anh em.